trận chung kết giữa hai Nga Mi anh em. Học quá. Anh em cùng theo dõi trận chung kết giữa hai Nga Mi nha anh em. Chưa anh Bảo Lê ơi. Mới được một cái được. Kèo cân anh ơi. Chấp gì, kèo này ai thắng ai win thì ăn thôi. Chấp gì. Tiểu sao có cái 100 là cái gì anh? Em không biết được. Anh còi hóa bắt tiểu sơ hà. Anh còi hóa bắt tiểu sơ hà. Giờ anh em nào chơi cái anh còi hóa không nhỉ? Kia không thấy ra gì. Em bị thiên nhẫn loại rồi. Thì em vào đây em giết hết hai con Nga Mi này. Vâng, và bây giờ hai ác đang đưa ra những gọi là mái chèo vào mặt nhau. Liệu ai sẽ là người được khinh ra đồng và ai sẽ là người được ở lại ăn giò ở đám cưới. Anh em sẽ cùng theo dõi sau 5 phút nữa. Sẽ biết kết quả ai sẽ được ăn giò ở đám cưới và ai sẽ được khinh ra đồng. Một là Hapmet, hai là Tiêu Sở Hà. Một trong hai cao thủ này sẽ có một người được ăn giò đám cưới và một cao thủ sẽ được các cụ đưa lên đặt xuống và khênh ra đồng. Để ý không? Agamemnon chém không dính, bên kia không bị dính nhỉ?
chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyến vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bóng đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Cứ ông một ông ba tia thì tôi cũng ba tia, và quan trọng là ai bơm máu tốt hơn và ai di chuyển tốt hơn thôi. Giờ ăn nhau ở cái gọi là ở cái tầm mà bắt đầu hấp mét tăng nhịp độ trận đấu lên rồi. Đây nó hấp mét tăng nhịp độ trận đấu lên rồi. Bung thể lực bắt đầu ép tiểu gia phải di chuyển nhanh. Vừa nãy thì hấp mét đã tắt chạy nhanh và di chuyển để gọi là dụ tiểu gia Hà. Không biết ai sẽ là người được ăn giò đám cưới đây. Giò đám cưới sẽ được dành cho ai? Và ai sẽ là người làm áo quan để được khênh ra đồng? Một trong hai tuyển thủ chỉ có một người được ăn giò thôi. Và một người chắc chắn là sẽ phải được đưa ra đồng bằng các gọi là thủ tục của các cụ hồi xưa để lại là lâng lên đặt xuống 3 lần và đi quay đầu nhá. Mấy giây nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Ai sẽ là người win dam? Ba mươi giây nữa. Hai mươi giây. Vâng. Rồi ôi, tí tiểu gia Hà được đi. Tí nữa thì tiểu gia Hà được tiễn. Không anh ơi. Vâng. Được rồi. Xin chỉ số điểm đi. Cho xin chỉ số điểm đi. Hơn nhau 20k điểm anh em ơi. Hơn nhau 21k điểm anh em. Hơn nhau 21k điểm. Vâng. Và đồng chí Hấp Văn Mẹt đã được ăn giò ở đám cưới. Còn đồng chí Tiêu Sở Hà đã được các cụ đưa lên đặt xuống. Và đi quay đầu đưa thẳng ra đồng. Đào sâu chôn chặt anh em. Vâng, một lần cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Hẹn anh em vào những trận chung kết của các trận liên đấu vào thứ bảy hàng tuần của các thứ bảy hàng tuần của các tháng nha anh em. Bye bye anh em.